Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Và hôm nay lại tiếp tục thanh lý xả kho cho các bác tất cả các hàng sản phẩm tại kho, rất là nhiều hàng. Vâng, thanh lý toàn bộ cho các bác các cái sản phẩm hàng nhập có nguyên hộp này. Bác nào cần thì alo trực tiếp cho em. Đây, máy còn nguyên hộp đây. Đấy, như chiếc này là chiếc máy xay Shinto của nó, là hãng của nó là MK K41. Đấy, còn nguyên bản của nó National đây. Đấy, còn nguyên hộp nhá, thanh lý trực tiếp cho các bác luôn, một chiếc máy xay Shinto National. Đây các bác nhìn thấy hình máy xay đây. Đấy, chiếc này xay thanh lý cho các bác luôn này. Đây nó còn nguyên hộp luôn. Thanh lý giá rẻ cho các bác này. Vâng, thanh lý trực tiếp cho các bác chỉ có 750k thôi. Đây là giá niêm yết các bác nhá. Có 750k thôi. Đây, cái máy của nó như thế này đây. Quá rẻ luôn cho một chiếc máy xay Shinto. Đây, nó còn cả cái máy quay này. Đây, các bác nhìn thấy cái hình của nó đây. Đây nha các bác nhá. Đây là một cái để đồ này, đấy, quay này. Quay cho đồ vào đây này. Đấy, cho đồ vào đây và dùng tay quay. Đấy, tay quay. Đấy. Đây. Các bác nhìn thấy chưa? Và rất là thuận tiện cho các bác dùng. Cái này là hàng Takatoshi nhá, Takatoshi của Nhật nhá. Đây các bác nhìn chưa? Và thanh lý đây, giá niêm yết có 90k rồi. Đấy, còn nó còn nguyên hộp như thế này. Đây là bia, cái này là xay sinh tố làm bia để xào này các bác này. Và rất là thuận tiện cho các bác dùng. Đấy. Đây nữa, các loại máy này. Máy Yoshi này, Yoshi này, quá nổi tiếng Nhật này. Đây nữa, Canon, Canon, Canon của Nhật này. Đấy. Đây máy vừa về xong. Đây nữa, một chiếc máy xay của Toshiba nữa đây. Máy xay của Toshiba thanh lý luôn, xả kho luôn. Đấy, thanh lý xả kho luôn, Toshiba. Hàng còn nguyên hộp. Đấy, nguyên hộp của Nhật này. Chiếc máy xay. Đây, máy xay của nó đây. Máy xay còn nguyên hộp này. Đây nhá. Máy xay còn nguyên hộp của Toshiba. Và cái này thì các bác dùng một giúp em là dòng điện của nó là 100 nhá, 110 nhá. Đấy, 110. Đấy Toshiba. Vâng, chiếc máy này thì cũng thanh lý cho các bác với giá chỉ có bằng 1/3 giá gốc thôi. Đấy, 1/3 giá gốc thôi. Cái này thì thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 750. Đấy. Thanh lý luôn. Còn đây là một cái quạt sưởi các bác nhá, một cái quạt sưởi các bác để ở phần sưởi ấm cho các bé học sinh nhà mình. Đây, các bé học sinh nhà mình khi mà trời lạnh thì các bác để bất cứ chỗ nào nó sẽ sưởi ấm cho các bác cái khu vực của học sinh nhá. Vâng, một cái quạt sưởi này. Đây, hãng của nó là hãng Technot của Nhật đây. Technot của Nhật. Công suất của 300W các bác nhá. Vâng, cái này là thanh lý trực tiếp cho các bác cái máy sưởi quạt sưởi đây. Nó hình như thế này. Đấy. Với giá là 200 và bao ship toàn quốc các bác nhá. Rất rẻ luôn. Thanh lý luôn còn nguyên hộp quạt sưởi cho học sinh. Đấy, cho học sinh học bài. Đấy. Rất là cần thiết. Thiết bị này là cực kỳ là cần thiết nhá. Có 200 thôi. Đấy, giày dép đây các bác ơi. Đấy, giày dép rất nhiều. Vâng, các loại giày da rồi là giày thể thao Nhật nhé. Vâng, giày da, giày thể thao Nhật đây. Một đôi giày da đây. Thanh lý giá rẻ cho các bác với giá là rất là rẻ thôi. Có 350 cho đến 400 thôi. Đấy. Giày da này, các loại giày da. Đây, một đôi này nữa này. Đấy, đôi này. Đôi đôi này cực đẹp này các bác này. Đôi này đẹp này, đôi này nó gọi chỉ cũng là lướt đây. Đôi này lướt tới size của nó, cái đôi này size khoảng tầm 42. 42 nha bác nhá. 42 này. Đấy, có 350 thôi. Đôi giày da rất là xịn luôn. Đấy, rất là xịn luôn. Đấy, bác nào cần thì nhanh tay các loại giày da của bên em. Đây các bác đang chọn giày đây. Giày thể thao này. Bốt. Rất nhiều.
Vâng, máy lọc khí với lại máy hút ẩm rồi là các cái loại máy sưởi đấy nhá, hóa nhá. Máy sửa nhật nữa. Các loại xoong nồi một bộ này. Bộ này theo bạn bán theo cân như các bác nhá. Vâng. Cứ cân 300k một cân những cái loại nồi này. Đấy. Đó vâng. 300k một cân thôi. Loại nồi nhật. Rồi đây cả dây điện này. Vâng, dây điện đây. Các loại dây điện. Dây điện nhé, dây điện này là hàng của Nhật đấy, các bạn này. Đấy. Dây điện made in Japan của Nhật. Đấy. Đây. Made in Japan. Vâng, về đây kính Nhật này các bạn này. Kính này, về này. Mới về này, kính hàng xịn này. Đấy, kính theo lô này, vừa về xong. Mới về xong các bạn nhá. Đây. Mới về xong này. Rất là nhiều kính, cái này là chưa chọn lọc đâu. Đấy các bạn nào cần thì alo trực tiếp cho em. Kính 2 độ này. Đấy, kính 2 độ này. Đấy. 2 độ. Kính 2 độ nhá. Đây nữa, một chiếc kính này là kính hàng độ này. Vâng, rất là dày dặn. Rất dày dặn, kính này nó khoảng tầm 3 độ. Đấy, 3 độ, đẹp chưa? Kính rất chất lượng cực kỳ là cao cấp. Kính Nhật thì các bác cứ phải nói là nó phải được đẳng C cấp đi. Vâng, đẳng C cấp các bác nhá, đẳng C cấp. Nó không như các cái hãng khác, các cái nơi khác. Nó chỉ đẳng cấp thôi. Đẳng C cấp luôn này. Đây, các bác nhìn này, chữ Nhật nó đây. Đấy. 3.500 yên Nhật một cái kính. Đấy. Đấy, chữ Nhật đấy. Chuẩn Nhật đấy các bác. Đấy, kính rất xịn luôn. Đây. Tem đấu giá trực tiếp tại Nhật về đây. Đấy. Đấy, tem này nha con nha. Đấu giá trực tiếp tại Nhật này nha. Đấy. Các loại hộp này, quạt này. Đây, nồi cơm điện này. Nồi cơm điện của nó là nồi này là tên là Joshi này. Đấy, nồi Joshi. Nồi Joshi thì nấu cơm đứng trong top 3 Nhật Nhật nhá. Vâng. Trước tiên là Toshiba, hai là Tiger và ba là Joshi. Đấy. Máy xay sinh tố còn nguyên hộp này. Đấy, máy xay sinh tố còn nguyên hộp. Đấy, các bác nhanh tay, còn nguyên hộp này, còn một chiếc này. Nguyên hộp này, giá rẻ thôi. Cái này có mấy trăm thôi. Đây. Có cả lọc này. Rất chất lượng luôn đấy ạ. À. Đẳng cấp quốc tế luôn đấy. 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 Còn cả lọc này. Bộ máy này. Đây bộ máy đây. Và hướng dẫn của nó Nhật đấy nhá. Vâng, cái này các bác phải dịch ra từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, còn nguyên hộp này luôn là luôn như này nhá. Vâng. Rất rẻ luôn, ngon, rẻ, chỉ bằng 1/5 giá gốc thôi. Vâng, bằng 1/5 giá gốc thôi. Đây, rất tốt cho sức khỏe luôn. Rất tốt cho sức khỏe. Máy xay sinh tố rất tốt luôn. Đấy. Hoa quả sinh tố luôn. Đây. Juicy này. Đấy, juicy, có nguyên hộp này, rất nhiều. Rồi. Đây nữa. Đây các bác ơi, một lô mới về đây. Rất nhiều nhá. Đây, cả máy xay sinh tố luôn này. Cái này thì bán theo cân như các bác luôn này. Đấy, máy xay MJ788 của Juicy. Juicy luôn. Đấy, máy xay. Trước này là còn nguyên hộp này. Đây các bác nhìn, cái dưới này là cái cối xay này. Trên này là máy xay này, còn nguyên hộp này. Đấy. Cái này là hãng của nó là Matsuden của Nhật này. Đấy. Cái này là 700. Vâng. Báo giá trực tiếp cho các bác còn nguyên hộp còn 700 nhá. Nó chưa sử dụng đâu. Cái này chưa sử dụng nhá. Còn nguyên hộp này là chưa sử dụng nhá. Các anh nhá. Vâng, đây nữa này. Cái này là cái giặt. Ui, cái này cũng được này, ngon này các bác này. Cái này là combi này, hãng combi của Nhật này. Đấy, cái này là giặt luôn tã bỉm các bác này. Máy giặt tã bỉm cái gì đây này. Đấy, ngon này cơ mà. Vâng. Quá tuyệt vời.
Cái này thì nhà nào có trẻ em thì ngon. Đây, các bác nhìn đây. Đấy, trực tiếp luôn. Vâng, cái này là sản xuất trực tiếp đây nha các bác nha. Cái này là hàng sản xuất trực tiếp tại Trung. Và đây, các bác xuất sang Nhật nha. Chiếc này là xuất sang Nhật này. Combi này, hãng của đây là hàng nhà máy của Nhật đặt tại Trung nha các bác này. Đấy. Cái này dòng điện 100 nha các bác nhá. Dòng điện của nó là 100 chứ không phải là 220. Đây, dòng điện của nó là 100 đây này. Đây, dòng điện 100 nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Hàng của Nhật về mà đẳng cấp luôn. Vâng, những cái hàng mà của Trung này. Đấy, người ta xuất sang Nhật này là hàng cao cấp đây các bác ơi. Đấy, hàng cực kỳ là cao cấp đấy. Vâng, đây nữa này, các bác này. Cái này thì là cái gì đây? Đây, cái này là cái gì mà cùng wifi gì đây. Data này, dữ liệu này, dây wifi này. Đấy, cả cái này nữa này. Cái này thì có bác nào dùng thì bảo em nhá, em báo giá đây. Cái này nó 45.800 yên Nhật đi. Các bác nhìn thấy chưa? 45.800 yên Nhật đắt lắm đấy. Vâng, nhân với 170 mấy đấy. Tranh, một bức tranh hội họa của Nhật về, tại vì những cái này nó theo lô các bác nhá. Vâng, theo lô đấy. Cái này nó lại mở nắp. Cái này là cái mở nắp này. Đấy, cái mở nắp này các bác này. Mở nắp của đầu bếp này. Đấy, cái này là hàng Zutaka nội địa Nhật đây. Zutaka nội địa Nhật đây. Các bác nhà đầu bếp Nhật, các bác nhìn thấy đầu bếp Nhật chưa? Vâng, đây đầu bếp Nhật. Vâng, rất ngon. Cái mỏ. Vâng. Đây cái mỏ đây. Đấy. Đây nữa này. Cái này là bếp làm bánh. Bếp làm bánh. Tai nghe này. Vâng, tai nghe. Đây cái tai nghe này. Đấy, tai nghe. Rắc cắm vào tai nghe. Ngon chưa? Còn nguyên hộp luôn. Đây các bác ơi, tai nghe còn nguyên hộp. Những cái này thì không sử dụng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó là hàng thanh lý rồi. Tai nó bị sờn. Tai bị sờn. Không được, cái này không được. Đây. Tiếp theo là máy này là máy ép pha. Máy pha cà phê. Dòng điện 100. Đấy, vòng điện 100. Máy pha ép sinh tố hoa quả. Đấy. Máy ép hoa quả nhá. Vâng, máy ép hoa quả này. Rất rẻ, còn nguyên hộp. Đấy. Nét cà phê. Cái này là cà phê, nét cà phê. Đấy, nét cà phê. Cái này là máy pha cà phê. Máy pha cà phê. Bác nào lấy máy pha cà phê thì alo chưa? Đấy, vừa về rất là nhiều cái này. Đây. Cái này là máy làm kem hay sao này các bác này? Máy làm kem. Cái này là máy làm kem này các bác này. Máy làm kem của Nhật này, đấy, có nguyên hộp này. Máy làm kem. Đấy. Máy làm kem nhá. Máy làm kem, có nguyên hộp nhá. Nguyên hộp. Vâng, đây nữa có hai cây đây. Một này, hai cây này. Đây là máy hút bụi lau nhà này. Vâng, hút bụi lau nhà. Cái này nó còn nguyên hộp này. Đấy. Hút bụi lau nhà này còn nguyên hộp. Đấy, đẹp xịn chưa? Công nghệ, đây là sản xuất trực tiếp tại Nhật nhá. Và đây nó có cả bữa bạn hướng dẫn của Nhật này các này. Đây. Đấy.
nhà máy tại nhà máy Nhật đây. Còn hướng dẫn nha, đây là hút bụi lau nhà Nhật này, còn nguyên hộp nhá. Vâng, cái này thì cân theo cân thôi. Đấy, bác nào cần thì các bác cứ bảo lên mã số là máy hút bụi lau nhà, xong là để em cân em báo giá nhá con nhá. Đấy. Đó mà xem. Đấy, đây này. Vừa về đấy. Đấy, còn nguyên hướng dẫn, có hướng dẫn nhé. Vâng. Bàn phím máy vi tính đây. Bàn phím máy vi tính vừa về đây. Đấy, rất nhỏ gọn, rất là ngon này, rẻ. Đấy. Rẻ như cho. Vâng. 300. 300. Đấy, bàn phím máy vi tính có 300 cả bộ thế này, chơi game thoải mái. Bàn là này, bàn là này. Một chiếc bàn là đấy, một chiếc bàn là. Bàn là này mùa đông các bác dùng nhiều lắm. Bàn là hơi nước đấy. Đấy, bàn là này mùa đông các bác dùng nhiều lắm. Vâng, cái giá của nó chỉ có là 350 thôi con nhá. Đây là bàn là hơi nước nhá. Vâng, siêu rẻ luôn, còn nguyên hộp luôn. Đấy, còn nguyên hộp luôn. Xe đạp, vâng, xe đạp hiện tại là có cả Canover. Đây, Canover. Đấy, Canover. Canover là một chiếc đỏ đen này. Với bộ vành nhôm bản của nó là bản 3 phân này. Đẹp chưa? Đấy. Bản nhôm 3 phân, tay lắc. Đấy, rất đẹp. Con nào cần thì alo cho em. Android. Android còn chiếc trắng này. Đấy, còn chiếc trắng. Cấu hình cực kỳ là ngon. Cấu hình của nó là Shimano. Shimano. Đấy, Shimano. Đeo rê. Đeo rê cổ. Đấy, phanh vành. Các loại quạt thanh lý. Vâng. Đây, quạt thanh lý cho các bác luôn. Quạt là hơi nước, quạt hơi gió. Đấy. Rất rẻ luôn. Có hơn 1 triệu thôi. 1,2 triệu, 1,3 triệu thôi. 1,2 triệu, 1,3 triệu rồi. Đây, con này là 1,6 triệu này. Đấy. Niêm yết giá còn nguyên mới luôn này các bạn. Các bác đang chọn giày, chọn đồ đây, đầy đây. Chủ đang online đấy. Vâng. Bác cứ chọn đi. Nồi cơm điện có đấy. Nồi cơm điện. Đây, bếp nướng này. Đây. Bếp nướng còn nguyên hộp này. Bếp nướng còn nguyên hộp. Đây, các loại giày thể thao này, giày Nike này. Đấy. Các loại Adidas này. Rất rẻ luôn. Vâng, đôi này có hơn 300 thôi. Hơn 300 thôi. Các hãng giày. Giày Nike. Đấy. Đôi này là đôi giày hàng hiệu nha các anh nhá. Vâng. Hàng hiệu nó thanh lý. Giày da, dép da có hết. Vâng. Dép da. Đây. Size 42. Dép da 250, thanh lý 250. Này này, đấy, này. Fila này. Đấy, Fila. Đây là cái bình xịt dưỡng da này các bác này, 100% từ sơ mướp nhá. Và đây, các bác nhìn thấy dàn mướp chưa? Đấy, có 150k thôi.
bình xịt dưỡng da này, chiết xuất từ sơ mướp này. Đấy, 150k. Cái này là tặng bạn gái nhá. Tặng bác gái nhá. Vâng. Đây này này. Cái này là cái bình phịt này. Đấy, cái bình phịt này. Vâng. Bình phịt này. Vâng, một chiếc kính màu cà phê. Màu cà phê 4 độ này các bác ơi. 4 độ này. Đấy, màu cà phê 4 độ đẹp chưa? Các bác mà đeo kính màu cà phê này thì phải nói là quá đẳng cấp luôn. 4 độ, con nào 4 độ thì dùng cái này. Đấy. Đấy, kính Nhật thì rất nhiều nhá. Còn visa này, visa này nhỏ gọn này. Rất xịn luôn. Đây. Nguyên hộp này. Nguyên hộp này, Haragen này. Seri này. Made in Japan này. Đấy. Chưa mở luôn, Haragen, dưỡng chất da. Đấy. Túi da rất nhiều này. Đấy, túi da. Đấy, các loại túi da này. Đấy, túi nữ này. Túi này toàn là túi hàng hiệu nhá. Túi hàng hiệu thôi các bác nhá. Đấy, túi hàng hiệu này. Túi da cá sấu này. Đấy, túi da cá sấu này. Đấy, hàng hiệu đấy. Túi này 400. To rồi, gọi to này có 400. Nhưng mà nó bị sờn rồi. Sờn rồi, cái này sờn rồi. Thành lý, giả thành lý. Vâng. Bạt ngàn luôn. Đây. Các bác này. Đấy. Cái này là các bác có thể là tập thể dục này. Đấy, tập thể dục này. Cái này là sở. Cái này là hiệu của Japan này. Đấy. Hiệu Japan các bác nhá. Hiệu Japan. Cái này là hàng Nhật. Đấy. Hàng Nhật về nó có nguyên hộp này. Có cái tấm này này. Tấm thảm này. Tập này. Các bác này. Cái này thì cân thôi, cân theo cân thôi, chứ còn cái này phải cân theo cân thì không biết được. Tại vì về theo cân thì cân theo cân để bán thôi con nhá. Và cái này thì rẻ thôi, cứ 350k một cân. Loại này cứ 350k một cân. Đấy. Bếp và bếp nướng. Đấy. Tôi có mang ở trong cái đá chỗ ra chỗ chỗ. Vâng, đấy. Đây. Đấy, các bác quân sự tỉnh đấy. Vâng. Các bác quân sự tỉnh rất là đam mê đồ Nhật nhá. Đây, còn nguyên hộp này. Nguyên hộp nhá. Vâng, nguyên hộp này. Cái này là máy xay này, có nguyên hộp nhá. Đẹp chưa, xịn chưa. Vâng, tuyệt vời. National, đây là hiệu của nó là National này. Đấy, rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, còn nguyên hộp về rất nhiều. Và đây nữa này. Một chiếc túi da còn nguyên hộp. Đây, túi này là túi đựng đồ. Đây, cái đồ tóc này. Đây, túi da đựng đồ tóc này. Đây các bác này, cái túi nó có da này. Và có rất là nhiều đồ bên trong. Đấy. Cô gái Nhật đang uốn tóc. Cái này là uốn tóc. Đấy, đồ uốn tóc. Đồ uốn tóc nhá. Đây này, hair club là đầu uốn tóc. Đấy. Máy làm bánh này. Đấy, máy làm bánh. Máy làm bánh là Takoyaki. Đấy, Takoyaki. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá. Vâng, rất là nhiều hàng Nhật về này. Đấy, nguyên thùng, nguyên lô này. Và đây này. Cái này là máy hâm nước khoảng 40 độ này. Cái này là dành cho trẻ em. Đấy, các bé trẻ em.
Đấy các bác nhá, có 130k thôi. Còn cả đây, máy này là máy nước ấm này, pha sữa này. Đấy, hâm nước ấm lên này. Đấy, một chiếc máy còn nguyên hộp này, dành cho trẻ em này. Những cái hàng trẻ em này từ Nhật về cho nên nó rất là an toàn. Đấy, 500k. 500k nhá các bác nhá. Vâng, đây là còn nguyên hộp, nguyên thùng, chưa sử dụng đến. Chưa sử dụng đến các bác nhá. Vâng, rất là tiện lợi và rất là ngon. Đấy, các bác nhanh tay chọn cho mình và sở hữu cho mình những cái sản phẩm hàng chất lượng cực kỳ là cao của Nhật về. Đây nữa này. Đấy, cái này là máy xay. Đấy, máy xay. Đấy, máy xay. Đấy, còn nguyên hộp, nguyên thùng, tai nghe. Rất nhiều. Đấy. Vâng, đây nữa, một cái của Jujitsu. Jujitsu là nội địa của Nhật nhá. Vâng, rất là nhiều hàng còn nguyên thùng về này. Đấy. Nồi cơm điện này. Đấy, nồi cơm điện Panasonic. Đấy. Bếp từ. Đây bếp từ nhá. Bếp từ với dòng điện của nó là 100. Có hai cái. Vâng, thanh lý giá rẻ cho các bác là 830. 830, bếp từ đơn. Bếp từ đơn. Đấy, bếp từ đơn. Đây. Cái này là sữa dưỡng thể này. Đấy. Sữa dưỡng thể của Nhật này. Và rất rẻ luôn, 250k. Còn cái này là của Made in Germany này. Đấy. Cái này là của Made in Germany này. Đấy, dưỡng thể Mass 350, rẻ như cho. Từ Đức về, cái này là từ Đức về nhá. Đấy, các bát mát xoa dưỡng thể, dưỡng toàn bộ cơ thể từ A đến Z, từ Z đến A của Đức này. Rẻ chưa? Đây. Của Anh này. Made in England của Anh này. Vâng. Cái này là sữa dưỡng thể này và tay này. Đấy, của Anh nhá, tận Anh về nhá. Tận Anh này. Đấy. Rất rẻ. Cái này thì nữ dùng thôi, và các bác nữ thì nhanh tay thôi. Đấy, các bác nữ nào xem được thì nhanh tay. Toàn là dưỡng thể cơ thể phụ nữ nhá. Đấy. Đây, Made in Japan. 320 lít. Chứng chỉ của Nhật. Vâng, chứng chỉ của Nhật. Cái này là con ngựa. Con ngựa gì đây? Đây, những cái đồ này nó còn nguyên hộp, chưa mới về cho nên là chưa kiểm tra này các bạn. Đấy. Nguyên hộp này. Đấy. Đây là loại này là loại dưỡng thể này của Nhật này. Đấy. Cái này là cái loại dưỡng da dưỡng thể nha các bạn nhá. Đấy, Nhật về. Còn hai lọ này. Đấy. Chất lượng cao. Vâng. Rất chất lượng cao. Đấy. Các loại kính độ của Nhật này. Đấy, kính độ của Nhật này. Đấy, kính nhiệt độ này, kính thời trang, kính dâm, kính xe đạp của Nhật này. Đây, như cái này nó sản xuất trực tiếp tại Made in Italy. Đấy, kính đẹp chưa? Kính thời trang này. Đẹp tuyệt vời. Đấy, rất nhiều. Đây, nguyên thùng nguyên hộp của Sony Nhật này. Đấy, rất chất lượng luôn. Xe đạp rất nhiều. Vâng. Các loại nồi cơm điện Hitachi. Đấy, Hitachi. Rất rẻ luôn.
Vâng, đây là cái máy nấu sữa. Vâng, nấu lên men. Đây là máy lên men. Lên men sữa chua rồi là tất cả các loại sinh tố hoa quả đây các anh nhá. Là có công thức pha sẵn đây các anh nhá. Đều có công thức pha sẵn đây. Đấy. Cái này sản xuất trực tiếp tại công ty Aedit Orama của Nhật nhá. Đây Aedit này, Orama của Nhật. Vâng, máy này còn nguyên hộp luôn. Đấy. Đây, các loại kính độ, kính cận titan này, kính Nhật đây. 20.000 yên Nhật này, kính Paris này, kính Pháp này, kính độ này. Đấy. Kính độ này, kính cận này, 4 độ này, 1 độ này. Đấy, kính thời trang này, đấy, rất nhiều. Vâng. Các cái hàng Nhật Bản, nội địa Nhật Bản coi nhá. Đấy. Đây. Đấy. Tinh dầu. Rất nhiều. Đây. Các cái loại sữa dưỡng thể của Made in Japan này. Cái này là sữa dưỡng thể nhá. Các bác có thể là dùng để massage da, để da của các bác thêm mịn màng và đỡ nhăn nheo. Căn bản là các bác và đỡ nhăn nheo. Đấy, bởi vì da mình nó thường thường nó hay bị lão hóa các thứ, thì nó khi các bác dùng những cái loại này thì là các bác massage thường xuyên thì nó đỡ nhăn nheo hơn. Các bác nhá. Vâng, rất là chất lượng cao và rất là cao cấp. Các đồ máy móc có hết cho các bác mà. National, đồ của National. Đây ống nhòm đây, ống nhòm từ xa. Đây ống nhòm từ xa, hiệu này là hiệu Super Delicer của Made in Japan đây các anh nhá. Ống nhòm từ xa này. Đấy. Toàn hàng Nhật cao cấp về. Đấy. Xe đạp này. Xe đạp cổ. Vâng, quay và các bác tự xem nhá. Chiếc quạt cổ này. Đấy. Đẹp chưa? Xịn chưa? Hiếm có chưa? Cực kỳ là hiếm có này. Đấy. Con này thì các bác tìm đâu ra? Tìm đâu ra những chiếc này? Đấy. Toshiba nhá. Các bác nhá, Toshiba nhá. Đấy. Rất khó tìm và cực kỳ là hiếm chơi. Đấy. Có 102 này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cực hiếm. Tuyệt đẹp luôn. Quá hiếm có. Vâng, quả Toshiba.